thường thường đi đồng ai cũng vậy, bắt rắn được rồi đó, con rắn độc rồi đó, thì chặt cái đầu đó ở tại đồng chứ không có đem về nhà, sợ con cháu nó lợi nó chụp nó ấy đường này kia, nó chết nó cũng vẫn còn nọc à, mà cái răng nó dớ tới mình mà chảy máu rồi nọc vô rồi đó, thành ra kỹ lắm, hồi xưa kỹ lắm, chặt cái đầu bỏ anh đồng, nhưng mà chặt cái đầu rồi phải chặt cái nhánh cây xỏ cái đầu nó vậy nè, nó dục bỏ đó khô khan chết làm kỹ vậy đó. Dạ kính chào quý khán giả, thưa quý vị, tôi xin kể lên một cái chuyện. Mỗi một năm là nhân vật đều đi trình diện với Nam Tàu Bắc Lẩu một lần. Nhưng đời xưa này đó, tại sao mà con rắn bây giờ nó không chết cô bác? Nó lột vỏ nó sống à. Thấy nó già rồi, lột vỏ, trẻ lại sống nữa. Tại mình, hồi đó Nam Tàu Bắc Lẩu hội lại nè, nhân vật mới hỏi mình, xin thưa cô bác, tôi nói đây là lấy cái đại khái cho nó mau. Chứ nói thì hết ra thì nó dài dòng dữ lắm, là hội lợi nhân vật để hỏi một lần. Thì con rắn hầu Nam Tàu một bên, người mình hầu một bên. Nam Tàu mới hỏi như thế này: bây giờ hai đứa ơi nè, đứa nào nghĩa là già chịu chết, đứa nào mà già đó mà lột vỏ, thì bây giờ hỏi bên người trước, bên vật sau, hãy trả lời lên bao nhiêu. Gần gần giữ muốn cho cái ông này hầu Nam Tàu này, ông nói người ta già, người ta lột vỏ, gắn già gắn tột đầu xăng. Muốn nói vậy mà ông này ông sợ, con rắn bên đây nó phùng mang lên, cái nó le lử ra, ông này nhát quá. Cái ông nói bẩm với Nam Tàu, cái Nam Tàu mới quay qua hỏi còn mày sao. Cái rắn ngọp đầu xuống, nó bẩm Nam Tàu bắt đầu, rắn già, rắn lột vỏ, người ta già người ta tột đầu xăng, rắn già rắn lột, người ta già người ta tột đầu xăng. Cái Nam Tàu vỗ bàn cái bóp, vậy là đồng ý, hai bay ký tên vô đây, không khiếu nại mà không có tâu lại tới Ngọc Hoàng nữa nghe không, không ai không đâu mà xử cho tụi bay hoài đó. Thành ra tới bây giờ con rắn là không chết của bác. Con rắn Nguyễn là nó già rồi, mấy năm nó già rồi, cái nó lột vỏ, cái nó trẻ lại nó sống nữa. Nó già rồi, lột vỏ trẻ sống nữa, bởi mình giận con rắn dữ lắm. Sao thế hệ sau này biết rồi á, giận rắn dữ lắm. Con nít nhỏ gặp rắn vậy, biết ra mà sợ, gặp mà sợ dữ lắm, mà nhưng mà cũng cầm cây đập nó à. Nó, nít nhỏ chưa biết gì đó, mà hả gặp rắn rồi cũng lạc đạc chạy đi kiếm cây đập, ghét, giận, bị gì nói. Già nó lột, người ta già người ta tụt đầu xăng là chết. Thành ra con nít không có biết gì hết đó, nhưng mà nó cũng ghét rắn vì cái nguồn gốc mà. Rồi tôi nói là cái ông nông dân này á, nó con rắn khôn như người nha cô bác, trả thù đó, rắn trả thù nha, chứ không phải không nha. Cái ông nông dân này á nghèo lắm, mới đi vô mấy rừng á, mở ra phá lâm dài ba công đất đặng mà mần. Mà hồi xưa đó mần là tỉa cấy không cô bác ơi, nghĩa là khỉnh khỉnh vậy đó. Mần đó nhờ cái tâm linh dữ lắm, hồi xưa tin cái tâm linh hơn bây giờ. Bị gì đi rừng đi bái nhiều, mà vô rừng bái giái gì có nấy, thành ra tin. Cái ông nông dân này ông vô cầm phản ông phát cỏ đó, cầm cù nèo quèo lại đặng ôm cỏ ra ngoài cấy tỉa dài công đất vậy có lúa ăn đó, mà phát chế cỏ đó thì nước phải nửa ông quyển chế mới được, chế mới sạch, bị gì thấy cỏ. Còn nếu như mà khô rồi hả, chém nghĩa là trẩm thảo qua mô đó mà lạng lạng dưới mặt đó chút chút vậy nè, cây cỏ nó không có ngã. Chế hay vậy á, cầm cái phản cổ cò hay cổ lùng gì cũng vậy,
là qua ở trên đầu này mọp xuống chém về cái hen, đất đó là xuống chừng cỡ 5 ly, 5 ly đều do đứt ngang về cây cỏ, cái bụi cỏ còn y gan vậy, nhưng mà nó đứt chân rồi, nó không ngã, thành ra phải bắt buộc có nước nữa ông Nguyễn. Rồi mấy ổng chém một cái chuột về rồi đó hen, thì cỏ đó nó nổi lên, cái cù nèo nèo qua vậy thì chống chỗ chỗ nào cỏ biết chế vậy nó mấy sạch cỏ. Phát sao chặt chúng gắn hổ của bác, chặt chúng cái đầu nó đứt khúc vậy đó, cái mình nó lộn lộn lên lấy cù nèo dở lên thấy không có đầu ông bắt, cái mình con gắn ổng qua kiếm hoài không có cái đầu con gắn hổ. Thường thường đi đồng ai cũng vậy, bắt gắn được rồi đó, con gắn độc rồi đó, thì chặt cái đầu đó ở tại đồng chứ không có đem về nhà, sợ con cháu nó lợi nó chụp nó ấy đường này kia, nó chết nó cũng vẫn còn nọc à, mà cái răng nó dớ tới mình mà chảy máu rồi nọc vô rồi đó, thành ra kỹ lắm, hồi xưa kỹ lắm, chặt cái đầu bỏ anh đồng, nhưng mà chặt cái đầu rồi phải chặt cái nhánh cây xỏ cái đầu nó vậy nè, nó dục bỏ nó khô khan chết làm kỹ vậy đó. Còn ông này ông mò hoài không được, mò đâu gắn hoài không được, ông ra thôi giờ mò không được thôi công chuyện để làm chứ ở đây mò hoài sao. Nhưng mà ông biết thì ông bằng tới chiều gần tối rồi ông về ông không vô nhà, đứng ngoài cửa ông kêu bà vợ ông là em lấy cái nia cho anh đi vô. Cái bà vợ nói ông này lạ, tại sao mỗi bữa gì thì đi vô đi chứ gì đâu mà lấy nia lấy gì mà đưa cho ông mới vô là sao kỳ vậy. Ông có nói bị viện gắn chưa gớt, ông chưa có nói đâu, nói nó nghe con gắn còn cái đầu không mà nghe đó nghe cô bác. Cái nói thì tôi biểu em vậy thì em cứ việc nghĩa là lấy cho tôi đi, cái bà cũng làm biến đi lấy cho nia. Vậy cái non lá ông đậu đâu ông vô không được, không được, cái non lá này nó nhỏ quá đi cái nia mới được. Cái bà lấy cái nia bà dục ra cái ông đậu cái nia ông đi vô, thiệt đi vô mới tới cửa vậy là trên đầu gắn nó rớt ngay xuống cái nia, nó mổ cộp cộp cô bác, nó mổ trên nia cộp cộp vô nó đó, thấy không, tôi nói với ông là tôi đi đồng tôi biết tôi về, bởi vậy cái nia mới được. Cái nón lá này rồi nhiều khi rớt xuống nó chợt xuống vai tôi, nó mổ trong mình rồi này kia rồi, con gắn mà còn sống cái nọc nó người ta trị được, ông thầy nào cũng vậy trơn á, mà con gắn mà chết rồi cái nọc của nó ông thầy thua, sợ có đi lại mấy vị tổ rồi người ta mới dám làm, còn mấy ông thầy thuốc gắn là không có dám làm được, làm ăn tiếng. Cô bác biết không, cái người biết rồi đó thì không bao giờ chết vì nó đâu, nó hận nó quán mình dữ lắm, nó khôn hơn mình hồi cỡ mà Ngọc Hoàng hỏi mình lận, mình sợ nó mình không dám nói u ớ à, không dám nói, Ngọc Hoàng hỏi nó nói, thành ra bây giờ cô bác thấy không, con gắn không khi nào chết. Cái ông về tới sân ông mới kêu vợ ông nói gì vậy, vợ ông mới nói ông kỳ lạ quá à, mỗi bữa về sao ông vô mà bữa nay ông làm vậy, là không tôi biết bữa nay á tôi chế trên rừng á tôi chặt con gắn hổ đem mình nó về đây nè, thịt nó về đây nè, còn cái đầu tôi kiếm hoài không gặp, thì tôi biết rõ rằng con gắn nước phải tha, vì con gắn nước là thầy các loại gắn, nó cắn không chết nhưng mà nó thầy các loại gắn hết, gắn mãng xà nó cũng làm thầy gắn mãng xà, mặc dầu nó bằng cùm tay à, mà con gắn nước đó làm thầy, là làm thầy, nghĩa là con gắn nào làm gì ở đâu mà tâu cáo tới nó biết liền, thành ra con gắn nước nó tha cái đậu gắn nó về để kẹo để trên mái nhà mà mình không có thấy được, khi tôi vô đó thì ở trên nó rớt xuống nó mổ đầu á, mổ vai mổ trong mình, mà hãy cắn tôi là tôi chết, bởi tôi mới biểu bà lấy cái nia thảy cho tôi chứ cái nón lá này có nhầm gì đó, thành ra bà thảy nia ra, ổng đi vô rớt xuống đi nơi mổ cộp cộp, ổng lấy cây ổng cán rồi ổng lấy cây ổng xỏ ổng đem ngoài sân cắm phơi nắng cho chết đó. Rồi thưa quý vị, tại sao mà con gắn nó mình gặp nó mình ghét, nít cũng ghét,
là vì hồi năm Tàu bắt đầu nó hơn mình quá đi, tại mình nhu nhược không dám nói, thành ra nói như vậy hơi nó già cái lột, già lột gắn, già gắn lột, người ta già người ta tục đầu xăng, người ta già người ta phải chết thôi. Thành ra nghĩa là bây giờ ai cũng ghét con gắn, gặp con gắn thì sợ, sợ mà đập, đập chết. Chứ con gắn á, ngoại trừ ra mình giết nó chết thôi, chứ nó không chết. Hỡi nó già lột vỏ, già lột vỏ, cứ sống hoài. Nó hận, nó quán mình dữ lắm. Nó khôn hơn mình hồi cỡ mà Ngọc Hoàng hỏi mình lận. Mình sợ nó, mình không dám nói ú ớ à. Không dám nói. Ngọc Hoàng hỏi nó nói. Thành ra bây giờ cô bác thấy không? Con gắn không khi nào chết. Rồi nó mà biết tu thì gắn rồi nó thành cù, cù thành gồng. Nó tới gồng là hô mây quá vũ được rồi đó cô bác. Thành tiên, thành thánh rồi. Con vật nó vẫn tu, vẫn là thành tiên, thành thánh như thường. Chứ không phải không đâu. Là vì là nó không chết, nó dễ tu hơn mình. Mình tu nè, nó ví dụ như đúng tới số rồi phải chết, rồi không có kịp. Nhiều khi hồi còn nhỏ đó thì mình lo cơm ăn áo mặc, gia thê đáy tử, nhà cửa tranh đấu, là việc hơn thua lợi hại làm đủ mọi mứng, chuyện gì làm được cứ làm, không có suy nghĩ tới một cái việc nghĩa là mình đi giảng sanh đâu. Đó, từ cỡ 50-60 tuổi sắp lên nha cô bác. Ai ai cũng vậy hết, tôi nói đây là nói tâm lý. Ai ai cũng vậy hết trơn, chừng cỡ khoảng 60-70 tuổi rồi giật mình nữa cô bác. Giật mình đó, mới quay lại tu à, tu tâm. Hơi 60-70 tuổi á, là tu tâm không chứ hết đi chùa, đi gì nổi. Đi chùa, đi miễu hết đi rồi. Với thuyết pháp cho người ta này kia nghe hết nổi rồi. Đó, tu tâm chỉ là niệm Phật. Rồi bằng đêm ngồi, ngồi là kêu bằng quán xét đó, chứ không phải là thành Phật, thành trời gì một cái ngồi đó. Ngồi đó quán xét coi hồi nhỏ tới lớn mình làm gì tội ác. Rồi mới là hồi hướng. Cái đó kêu chạy tội, cái đó xin tội mình mấy chục năm mà đâu có kịp. Mình làm ác 70 năm mới có làm thiện à, mới có xin xỏ người ta, mình hồi hướng người ta mới có 10 năm, sao trừ được cô bác. Bởi vậy cứ việc đầu thai lộn tới lộn luôn, tới luôn hoài. Mà tại sao hồi nhỏ không chịu lo, mấy người hồi nhỏ mà nhào vô đi tu mấy người đó, một kiếp Tây Phương hồi hướng đó cô bác. Kính thưa cô bác, có sự thật như vậy, một kiếp một. Đức Phật có nói mà, một kiếp Tây Phương hồi hướng, chứ không có đợi nhiều kiếp như Đức Phật hồi đó. Đức Phật hồi đó cũng dễ ngươi, là vì bởi mấy lộn tới lộn luôn nhiều kiếp, bởi Đức Phật mới thấy nhiều kiếp nó như vậy. Đức Phật quán xét lại, ngồi mà quán xét lại có thần thông rồi, thì thấy tràng ơi, sao mình mấy chục kiếp giữ thần, mà mấy chục kiếp mình đâu có tu như kiếp này. Đó, Đức Phật một kiếp Tây Phương hồi hướng, một kiếp là Sĩ Đạt Ta là thành Phật liền, nhưng không có một kiếp một ha. Mà một kiếp đó cho chính xác một kiếp đó, nhờ nhiều kiếp khác là Đức Phật đã có làm phước gieo duyên rồi. Kiếp này là cái tội không có, kiếp một thành. Còn mình đây nè, thì bây giờ nó là mình Đức Phật ăn khá cho mình hết, niệm câu bù 10 câu. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, tôi xin kể lên một cái chuyện đại lực nhân quả là như thế này. Thưa quý vị, bấm cho tôi xin một like. Là vì nói hồi xưa có ông này, ông nhà giàu có ăn có để dữ lắm. Ông có người vợ mà sanh được 2 đứa con gái. Ông muốn trai mà không có con trai, sanh 2 đứa con gái à. Thì trong một thời gian lâu đó, thì cái bà vợ ông không có sanh nữa, sanh 2 đứa con gái à. Ông ấy than thỉ nói với nghe là vợ ông như thế này, nói mình của cải nhiều quá mà giờ sanh gái không được có đứa thằng trai nào mà để nối dòng dõi tông môn tộc họ hết trơn. Như vậy vậy mà mình cũng lỗi với ông bà cha mẹ mình. Kiếm chuyện nha, không kiếm chuyện, ông than thỉ với vợ ông nha. Cái vợ ông cũng nín thinh.
ra tại số phận mình vậy chứ làm sao ông ơi. Cái thằng thủy đó hình như là ổng nghĩa là cho vợ ổng hay à. Sau lại cái ổng đi trong điền đất ổng đó. Mà dân ta điền của ổng đó là thiếu gì thấy nhỏ này ngộ quá đi. Mà dân ở ta điền á thì dân nghèo không à. Không có đất đồ ở mới vô ở trong đất đậu người ta là kêu ở là tả điền đó. Cái gì cũng nghe lời người ta hết trơn. Người ta phán ra cũng như ông quan à. Phán ra rồi là phải nghe. Cái ông bá hộ này ông nói cái tiếng ổng rộng xa. Nếu như trịch ổng đuổi đi không có chỗ ở. Hồi xưa nó vậy. Cái ông gặp nhỏ này đẹp ngộ quá. Ông lanh la tới lưu hoài. Ông đi thăm đất đai ông hoài. Ông dùng số tiền. Ông mua chuột nhỏ này đi. Nghèo. Mà ông dùng tiền. Và ông có oai quyền. Ông ép chế. Hoàn toàn 100% cũng phải được cô bác. Ông ở với nhỏ này. Lại là có bầu đi. Sanh được thằng trai. Thì ổng cũng mừng quá. Mà vợ lớn ổng ở nhà cũng chưa có hay là ổng hay là phải có vợ nhỏ. Đâu có ai dám bể bánh ra. Dầu người ta thấy. Nếu bể bánh ra rồi ổng hay là giận ổng đuổi mình khỏi điền ổng là chỗ đông ở không dám. Tới nhỏ được vài tuổi. 2-3 tuổi gì đó. Thì con vợ lớn nó mới hay. Vợ lớn nó hay rồi nó hạch hỏi ổng. Thì ổng nói tôi đã có cho ông hay trước rồi. Biểu ông sanh thằng trai ổng sanh. Sanh có 2 đứa con gái rồi thôi giờ ai nói dòng dõi tôi. Buộc tôi phải đi làm vậy thôi à. Người vợ lớn cũng không dám nói gì. Bởi vì ổng là giàu có rồi ổng quyền hành đủ thứ mà. Trong gia đình ngoài xã hội. Xã hội mà xã hội ở trong điền đất của ổng đó nha cô bác. Thôi người vợ không dám nói. Cái người vợ làm mặt vui. Làm mặt vui lại nói ông à. Thôi bây giờ vậy. Ông muốn thằng trai quá. Mà giờ tôi không có sanh được thằng trai nào hết. Thì bây giờ... Cái đó là con của ông rồi. Ông lại ông... Ông nói với... Nó đi. Bây giờ cho nó số tiền. Nó đi là xứ khác để làm ăn. Còn thằng nhỏ đó tôi bắt về tôi nuôi cho ông. Thì cũng con ông chứ ai. Nuôi nữa nó... Nghĩa là gìn giữ tài sản. Nối tâm ngôn tộc họ. Ông nghe cái ông mừng quá. Ông nói như vậy là vợ mình cũng đẹp dạ vui lòng với mình rồi. Thôi mình tiền bạc có thừa mà dư mà. Thôi ông tính vậy cũng được. Thì bà lớn đó. Bà lấy một số tiền. Bà kêu con vợ nhỏ ổng. Bà nói, thôi bây giờ chị nói với em như thế này. Em ở với ổng á, chị biết, nhưng mà chị không có nói. Là vì ổng ham trai. Bây giờ á, thì chị cho em một số tiền lớn. Em đi nơi khác, quê nào mà em lập nghiệp được đó, cứ việc làm ăn. Còn có thiếu, thì... Nhắn tin cho chị hay. Chị cho thêm. Còn cái thằng con của em đây á, thì em vui lòng cho chị ẩm nó về. Bên chị nuôi. Em tính sao? Thì cái con vợ nhỏ ổng ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lát. Lúc ban đầu thì suy nghĩ như thế này. Chà, con mình mang nặng đẻ đau mà bây giờ mình giao cho biết làm sao. Cũng dần dừ nấn ná và ngang. Thì cái bà lớn bà thúc hối. Thì cái bà nhỏ này đồng ý. Thôi chị nói vậy tôi cũng đồng ý. Bởi vì suy nghĩ lại là vì giàu gì cũng con của ổng. Thì về chỗ này giàu sang phú quý thì nữa con mình nó hưởng cái của này nó đâu có phải nghèo khổ gì mình sợ. Còn ở với mình rồi mặc dầu
Vậy chứ đồng tiền gian dối, đồng tiền đút nhét này đâu có nhiêu, còn cái gia tài sự nghiệp mới là lớn. Thôi cho, thôi đồng ý. Đồng ý cái bà lớn này mới bưng nhỏ về nhà nuôi. Còn cái bà nhỏ này á, thì bà đi kiếm cái quê khác, bà lập nghiệp, bà làm ăn. Một thời gian đi, thì cái bà lớn bà mới suy nghĩ. Bà nói, bây giờ mình nuôi á, cái thằng này á, đâu phải là máu huyết của mình, của ổng thôi à. Rồi ổng thì cưng thương quá chừng con trai, để nối dòng dõi cho ổng. Còn gái con mình một dòng máu huyết với nhau mà ổng không có thương bằng. Thôi bây giờ mình giết thằng này phức cái đi. Nữa con mình giàu gì đi nữa đó là gái thì cũng giữ của cha mẹ được chứ không gì không. Bữa đó xuống cầu bác chơi, rồi nít mà dòng thiếu đá cầu rồi mua đá cầu rồi đó, thằng nọ được lớn lên 3 tuổi 3 tuổi ngoài rồi mà chưa biết bơi. Cái bà làm gớt cái cầu nó dưới nước, cái nước trâu trôi thì nít nó gặp đồ chơi nó mà gớt nước chạy lại dòm, chạy lại đứng lan can nhóng ra dòm mẹ mẹ cái cầu trôi. Thì bà la vậy ha, để mẹ vớt cho con. Bà bước lại, bà lấy giò, bà hách nhỏ gớt dưới nước. Gớt dưới nước rồi một chút bà mới la. Đồ nhỏ chết bà mới la. Thì bà la, thế lè lên. Bà la con bà gớt xong, con bà gớt xong. Thì kẻ ăn người ở chạy xuống, nhào xuống lặn mò đồ này kia. Thì nhỏ chết tư rồi. Đem lên trong một thời gian đó thì ổng buồn lắm, vì con ổng cưng, ổng thương quá, mà giờ thằng con mình có thằng trai chết, ổng cũng buồn dữ lắm. Cái mẹ ruột của nó đó là bà vợ nhỏ của ông nhà giàu đó, mới nghe tin con mình gớt nước chết, mà biết chết vậy thôi chứ không biết lý do gì. Bà khóc, rầu buồn bất xích quá. Thành sau một thời gian á, bà ốm o gầy mòn bí gì, gầu con mà, thương con, gầu con mình tin tưởng. Nó ở với cha nó bển thì nữa, gìn giữ đồ đạc, gìn giữ của cải. Mà lọt hầu bây giờ con mình chết rồi, thì phải nó còn sống á, thì nữa nó gìn giữ cái đó, mình già nó nuôi mình cũng được, giờ con mình chết rồi. Cứ đâm chiêu lo suy nghĩ cái việc đó hoài vậy, cái bà chết. Bà đau bà chết nữa, cái bà vợ nhỏ nghe, bà chết. Bà chết mà bà còn chối lại, bà nói vậy. Nhất định việc này bà phải trả quán. Cái bà chết đi. Bà chết lại rồi, cái ổng á, thì bây giờ đâu còn trai nữa, ổng mới hâm bà vợ lớn. Tôi nói thiệt với bà đó nghe, tôi á thì thương con trai, để nói trong ngôn tộc họ tôi nghe, mà bây giờ bà làm sao bà sanh thằng trai cho tôi à. Bà không sanh thằng trai á, tôi đi có vợ nhỏ, tôi đi có vợ bé đó, tôi kiếm thằng trai đó. Sao lật bật qua năm sau cái bà sanh được thằng trai của bà. Khôn ngô tướng tú. Mà tất nhiên á, sanh thằng trai này là vì vợ nhỏ của ổng báo thù, trở lại chết rồi trở lại đầu thai ngay bả, thằng con trai. Cái ổng mừng quá mừng nha. Ổng nói, ừ, sanh vậy được, thằng trai vậy thì được rồi. Nó lên rồi đấy không? Sanh ra rồi, từ ngày sanh mà nó tới 2-3 tuổi là nó không có mạnh một ngày cô bác. Nó báo mà, nó báo quán, bị gì nó có hứa rồi. Hầu gần chết để hứa, tao nhất định là
tao chết rồi á, tao trả cái quán thù này mới được. Bị giết con bà chết, bà đầu thai lại, đau tốn tiền tốn bà không biết bao nhiêu, mà nhỏ không hết, tới 2-3 tuổi nhỏ chết nữa. Hết kiếp rồi, bà xuống dưới bà chưa dưỡi, bà đây báo vậy chưa dưỡi, giết con tao vậy, tao báo nữa, tao trở lại tao đầu thai nữa. Bởi vậy hồi xưa nó con ganh con lộn đó là vậy đó, trả lời cũng đầu thai ngay bà vợ lớn nữa, lên một thằng trai nữa. Nó thằng trai cũng khôi ngô tuấn tú, trong một thời gian rồi đó thì cái thằng trai này nó cũng chết nữa, là sanh hai thằng con trai đều chết hết. Bà báo quán như vậy đó, tới khi chết rồi đó thì xuống dưới bà chưa dưỡi. Bởi vậy cái ghen tương này đó, chết rồi còn ghen của bác, đừng nói không ghen, chết rồi còn ghen đó, là cái bà này vợ nhỏ của ông nhà giàu này đó lên phá bà kia, không ăn uống gì được hết, ngủ nghê không gì được hết. Bó mà bà kia bà sanh sao dằn giọt giết rồi, làm bà đau hoài không thấy cái bà chết nữa, chết xuống rồi đó. Bà nhỏ bà lớn gặp nhau ngang, bà nhỏ bà lớn gặp nhau, bữa đó hai bà mới cãi ở đằng khúc vắng. Ông nhà giàu này ông trốn đàng hoàng, nhà mô đồ tử tế, có kẻ hậu người hạ bưng cơm dầu nước hàng ngày trong cái nhà mồ này cho hai bà. Nhưng mà cái ghen của hai bà này đó, bà nhỏ thì ghen bà lớn, ghen bà lớn là vì giết con, bà lớn thì ghen bà nhỏ vì của cải, sợ là ăn hết chia phần ra bà không có nhiều. Hai bà còn ghen nhau, cái hai bà mới ngồi mé đường cự nhau, cự nữ với nhau. Thì trong số đó đó có ông Sa Môn, ổng tu, ổng nghĩa là có thần thông rồi đó, đó cô bác. Ổng đi ngang ổng gặp người âm, ổng thấy đó, thấy hai người đang ngồi cãi cọ, ổng mới dừng lại, ổng hỏi tại sao cãi cọ thì trong nhà cãi cọ, sao gọi là hai người ra đây cự cãi nhau là lý do gì? Cái hai người dòm lên gặp nhà sư, giật mình đi, thú thiệt. Bởi vậy gặp Phật, gặp cái đồ mặc đồ của Phật cũng sợ nữa, ma quỷ cũng sợ lắm nha cô bác. Chứ không phải nói ma quỷ tin ma mà nó gặp Phật nó không sợ đâu, gặp sợ lắm. Gặp sợ rồi cái ông Sa Môn này ổng mới hỏi, ổng có thần thông mà, ổng mới hỏi sao, cái sự sao, sao mà hai bà cự lộn với nhau là lý do sao? Hai bà này mới kể hết, kể lại hồi kiếp sống của hai bà này nó như vậy đó, kể hết cho ông Sa Môn này nghe. Rồi ông Sa Môn này nói thôi, bây giờ hai bà, nghĩa là máu á, gây nợ máu á, mà lấy máu rửa nó không có sạch. Nếu hai bà gây nợ máu với nhau thì mấy bà muốn sạch sẽ phải lấy nước rửa, máu mới sạch. Chứ máu mà gây rửa với máu là máu hoàn toàn nó theo không biết mấy đời. Bây giờ hận thù nhau suốt đây mà còn muốn giết với nhau nữa hả? Giết nhau thì hận thù này quần tới quần lui không có làm gì được hết, không có lên cái cõi ta bà mà biết niệm Phật, biết cái hận thù không à. Lấy ơn trả quán mới hết, mới hết quán. Lấy nước rửa máu mới sạch máu. Chứ hai bà làm vậy không được. Cái ông thiền sư này ổng pháp cho một bài, thuyết pháp cho một bài. Hai bà ngồi lắng nghe, nghe rồi suy nghĩ, cái ông sư này, cái ông Sa Môn này ổng nói vậy là có lý. Giờ chị em mình nên cầu hòa với nhau đi, đừng hại với nhau nữa, thì mình mới trở lên người được, mà mình có cái trí não khôn ngoan để biết niệm Phật. Chứ bây giờ mình trong đầu óc mình hoang mang, có ăn cái mày giết tao, tao giết mày, thì tất nhiên giết
kẻ giết qua người giết lại biết mấy đời nữa cô bác. Thành ra ma mà nó còn suy nghĩ, nó nghe Phật pháp, nó còn gặp nó biết sợ, nó nghe lời. Thành ra hai cái quan hồn này đó trở lại đầu thai lại với người. Mà trong lúc đầu thai lên người đó, không phải ai là xa lạ nha cô bác. Đầu thai lên người một cha một mẹ, đó mấy ngặt nghèo vậy chứ. Hai người đã hận thù với nhau, giết chóc với nhau, mà đầu thai lên, ông Diêm Vương á, ông cho đầu thai lên mà. Đầu thai lên, đầu thai một cha một mẹ, là tất nhiên anh em nhau sanh đôi đó. Bởi sanh đôi đó, sanh đôi hai chị em hay là hai anh em, sanh đôi đó là hậu kiếp trước có cái hận thù với nhau đó. Mà lên nghĩa là chả chưa có dứt, bây giờ lên làm anh em với nhau, sanh đôi ra, đặng mà trả nợ trả nần với nhau. Đó, trả nợ hiện tại kiếp trần gian. Là biết tu hiền thì mới gỡ cái ách được, bởi vậy cái họa đó nha cô bác, nó đeo đắm theo mấy kiếp mấy đời. Bởi người xưa có nói, cái họa thì nó theo người như bóng với hình. Kính chào quý vị.